phúng phính rơi nước mắt khi Hoàng Hường thông báo chấm dứt hợp đồng sau mọi ồn ào vừa qua. Được Hoàng Hường giúp đỡ, phúng phính từ một cô bé nghèo khó vất lên chỉ trong vài tháng, mua được vàng, xe và xây nhà cho bố mẹ. Tưởng rằng mối quan hệ này sẽ luôn bền chặt, thế nhưng mới đây Hoàng Hường đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với phúng phính khiến người hâm mộ ngã ngửa. Cụ thể, trong một video livestream mới nhất ngày 12 tháng 11, Hoàng Hường tuyên bố đây sẽ là lần cuối cùng Dua xuất hiện cùng gia đình trước truyền thông. Những gì Hoàng Hường tài trợ rồi sẽ không cần hoàn lại, bởi tất cả những gì chị tài trợ đều ở phương diện một mạnh thường quân bình thường. Thì ra là tụi này chưa biết gì đâu. Đây sẽ là video cuối cùng mình để Dua xuất hiện trước truyền thông. Đối với người mà không yêu thích thì mình làm cái gì họ cũng cho là không yêu thích. Nhưng thực sự là nếu tấn công Hường thôi thì không nói, nhưng trong khoảng thời gian qua là tấn công cả đến nhân viên. Và Hòa thì sáng nay đi khám rồi là Hòa bị rối loạn trầm cảm. Trong cái thời điểm này, bất kỳ một trong thời điểm này và sau này thì một ai muốn kết hợp hoặc hợp tác với Dua thì mình không can thiệp vào việc đó. Mọi người nhá, tôi đi theo ai, làm việc với ai cũng được. Em bất kỳ một nhà tài trợ nào sau là rồi. Thì bên này em được cộng thêm 3. Thế thôi, còn khi nào mà chưa có một nhà tài trợ thì mình sẽ vẫn hỗ trợ em để em có cuộc sống đầy đủ. Kể từ nay, Hoàng Hường và Dua chính thức không còn mối quan hệ về công việc nữa. Được biết, kể từ khi tài trợ phúng phính, Hoàng Hường đã liên tục gặp phải những bình luận tiêu cực và bị bạo lực tinh thần trên mạng xã hội. Có lẽ đây là một trong những lý do để chị đưa ra quyết định này. Sau khi đưa ra thông báo, Dua cũng đăng một video lên tiếng về lùm xùm vừa qua. Trong video, em vừa rơi nước mắt, vừa cầu xin dân mạng hãy dừng lại những bình luận tiêu cực. Chị Hoàng Hường là người tốt, đã giúp đỡ em hết mình để em có thể xây nhà cho bố mẹ, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy là chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng khoảnh khắc Hoàng Hường và Dua cùng nhau xuất hiện nữa. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chan biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.